Hello, mọi người trở lại với kênh Hoàng Linh miền Tây của mình nha. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ đi giăng lưới cá rô phi ngoài Buôn Tôm để làm một món ẩm thực thật là đặc biệt để gửi tặng đến cho mọi người ha. Hai anh em mình mới giăng lưới xong nè, ngồi ngắm cảnh gió thổi sóng rất là đẹp luôn. Trong thời gian chờ đợi thì hai anh em mình sẽ đổ thử xem cái lú nó có dính cá không thì mình bắt luôn ha. Rồi mọi người cùng theo dõi ha. Tôm không ạ? Hai anh tôm. Đổ ra luôn đi, để nó làm gì? Ba con à? Tôm chà bá nè. Chờ anh ta chụp hai con tôm bự đi rồi. Tôm bự mất muối sao? Hả? Chụp hai tôm bự mất muối sao? Vậy chứ để làm gì? Để nó trong này nè. Để con đó nó chui ốc tiêu. Đi giờ thăm lưới nha mọi người. Lưới cá phi một tôm. Hai con. Lại có gần gần đoạn này do gió quá trời luôn rồi nó ồ ồ ồ khó nghe mọi người, cho nên mình tắt tiếng đoạn này, xả nhanh qua ha. Cái đoạn này thì kéo cái khúc cuối này dính được một bầy cũng khá là nhiều cá phi nè. Đó, con cũng to to không ha. Rồi ông anh mình thì đang làm cá, còn mình đã tranh thủ gỡ cho xong cái lưới lớn này cũng khá là nhiều cá phi đó mọi người. Rồi xong hai anh em mình sẽ làm cái món cá phi tái chanh ha mọi người, còn gọi là cá gỏi ha. Đây là thành quả giăng tay lưới 15 phút nha mọi người. Đấy. Anh em mình làm món gỏi cá phi nha, cá phi tái chanh. Rồi để làm được cái món này thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cá sạch vẫy ha. Rồi sau đó là rửa sạch, rồi sau đó là chúng ta sẽ thái ra từng lát như thế này, bỏ xương cũng như bỏ cái phần xương hơm ở dưới bụng luôn ha mọi người. Chúng ta chỉ lấy cái nụt thịt ở trên lưng thôi. Đó, xong xuôi là chúng ta sẽ bỏ vào nước đá ngâm một chút. Rồi chúng ta sẽ lột lấy da ra, chúng ta chỉ lấy cái phần thịt trắng thôi để chúng ta làm món ha mọi người. Rồi đối với cái món này thì chúng ta thêm một ít ngò gai để lên trên cho nó thơm ha mọi người. Sau khi chúng ta đã làm qua các công đoạn thì chúng ta được cái miếng thịt thần trắng ngon tươi như thế này ha. Rồi làm cái món cá phi tái chanh này thì tất nhiên là không thể thiếu chanh nè mọi người. Chúng ta lấy nước cốt chanh. Lấy sạch hạt ra ha. Thì sau đó là chúng ta tưới nhẹ lên phần thịt cá cho nó săn lại. Đó, mọi người thấy ngon chưa? Quá phê luôn mọi người ơi. Rồi như vậy đã xong cái món ăn của chúng ta rất là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta đảo đều cho chanh với gia vị thấm vào nhau.
tụi mình có thêm một ít củ hành cho nó có cái mùi lạ lạ nữa ha mọi người. Đó, mọi người thấy cái món ăn ngon chưa? Rồi cái chén nước chấm của chúng ta thì cũng khá là đơn giản mọi người. Thì chúng ta bỏ một ít muối, một ít bột ngọt, rồi nặn chanh, rồi thêm một ít ớt siêu cay vào nữa là tuyệt vời ha. Món này khi chúng ta ăn thì không thể nào thiếu rau rừng. Thì mọi người có thể thấy đây là lá cách ha. Còn đây á, là cái lá sung. À, tất cả đều rau rừng ha mọi người. Rồi ở đây là thêm một ít ngò gai. Rồi chúng ta có thêm một ít lá nàng hai. À, một ít lá đinh lăng. À, còn đây là cái lá dong nem non mọi người. Những cái loại này ăn gỏi cá rất là ngon. À, rất là tốt cho sức khỏe. Tất cả đều rau rừng thôi ha. Còn đây là đọt me non. À, tạo hương vị chua cho cái món ăn của chúng ta. Rồi bên đây là chúng ta có cái lá này là cái lá muồn què. Lá muồn què mọi người. À, lá cũng hơi lạ ha. Còn đây là lá gừng. Rồi bây giờ Linh xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức cái món cá phi tái chanh cùng anh em mình nha. Đó, cuốn chung với rau gừng chấm nước mắm siêu cay quất một cái. Quá đã mọi người ơi. Rồi clip của anh em mình chia sẻ cái món ăn cá phi tái chanh săn bắt tại vuông tôm luôn. Vừa bắt lên tươi gói làm luôn ha mọi người. Thì Linh xin phép dừng clip ở đây. Xin chúc mọi người một ngày làm việc thật là tràn đầy niềm vui cũng như thật là may mắn ha. Rồi chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những clip sau trên kênh Hoàng Linh miền Tây của mình nha.